Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ Bảy ngày 6 tháng 4 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Sáng nay tại Nha Trang, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ số hóa và ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại bộ phận một cửa ở các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn triển khai một số nội dung tại thông tư số 01/2023 ngày 5 tháng 4 2023 của Văn phòng Chính phủ, quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa và ký số hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, được phổ biến cách sử dụng các biểu mẫu trong giải quyết thủ tục hành chính, mẫu báo cáo trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, hướng dẫn thao tác tiếp nhận xử lý và trả kết quả hồ sơ trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, chia sẻ, giải đáp những vướng mắc khó khăn trong quá trình hoạt động thực tiễn tại cơ quan đơn vị, qua đó góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ hành chính công trong quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 32 gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2024. Tại công điện, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới trong nước, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn, thực hiện quyết liệt hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp. Đáng chú ý nhất là về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 18 ngày 5 tháng 3 năm 2024 và các văn bản liên quan nhằm ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng. Dự báo nhu cầu phụ tải sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng năm nay, Bộ Công Thương đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị ở các khâu phát điện, truyền tải, phân phối quyết liệt triển khai 6 nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Để chuẩn bị cho công tác cung ứng điện năm 2024, ngày 30 tháng 11, 2023, Bộ Công Thương đã phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 với kịch bản điều hành theo dự báo nhu cầu phụ tải tăng trưởng 9,15%. Tiếp đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo và phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện riêng cho các tháng cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2024 với kịch bản nhu cầu phụ tải tăng trưởng cao 9,6%. Tuy nhiên, thực tế, tính đến hết ngày 25 tháng 3, lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, nhu cầu phụ tải đã tăng đến khoảng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Bộ Công Thương, trong đợt cao điểm mùa khô năm nay, tăng trưởng phụ tải điện nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn so với kịch bản được dự báo từ cuối năm 2023. Trên cơ sở tính toán cập nhật của EVN, Bộ Công Thương sẽ rà soát cập nhật lại kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 và quyết liệt triển khai 6 nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện. Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương, đơn vị, người dân, doanh nghiệp triệt để thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, nhất là nhóm khách hàng sản xuất có mức tiêu thụ điện lớn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết nắng hạn kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay khiến mực nước trên các sông suối tại huyện miền núi Khánh Sơn xuống thấp. Dự báo nếu tình trạng nắng hạn tiếp tục kéo dài trong tháng tới, nhiều diện tích cây trồng có nguy cơ thiếu nước tưới. Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết diễn biến bất thường đối với đời sống, sản xuất của người dân, hiện nay huyện Khánh Sơn đang tích cực chủ động triển khai các phương án phòng chống hạn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Gia đình chị Mẫu Thị Minh Huệ, thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp, có trên 100 cây sầu riêng và một số loại cây ăn quả khác. Nhằm đảm bảo lượng nước cần thiết cho cây trồng sinh trưởng phát triển trong điều kiện thời tiết nắng hạn kéo dài, nhất là những cây sầu riêng mới xuống giống. Những ngày này, tranh thủ nguồn nước trên sông Tô Hạp, chị tập trung bơm tưới cho vườn sầu riêng và bưởi của gia đình. Để tiết kiệm điện, nước và nâng cao hiệu quả tưới tiêu, gia đình chị dần chuyển từ hình thức bơm tưới thủ công sang hệ thống tưới tiết kiệm. Nói chung bên sông suối nước thì cũng đỡ, cũng suối cũng còn bảo đảm để các hộ gia đình họ tác dụng họ để mà sản xuất trồng cây thì cũng bảo đảm còn. Tại vì mùa nắng mình cũng tiết kiệm một phần nào, tại vì lúc đó là mình dùng bằng tay, bây giờ mình dùng bằng bằng bét rồi mình cũng đỡ phần cho mình. Thứ nhất là nhờ được cái công tác tuyên truyền vận động bà con để chủ động trong cái công tác tưới tiêu cũng như là tiết kiệm trong cái nước sinh hoạt hàng ngày cũng như là nước tưới. Thứ hai nữa là bà con cũng đã chủ động được bắt được các cái hệ thống tưới tiết kiệm để mà phục vụ cho sản xuất cây trồng. Thứ ba nữa thì trên địa bàn xã thì cũng có cái hệ thống tưới của
hiện tại là do ban quản lý dịch vụ công ích quản lý đó, thì cơ bản cũng đáp ứng được nhu cầu để tưới tiêu cho bà con. Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình tại Khánh Sơn đã chủ động đầu tư khoan giếng, đào ao tích trữ nước, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, giúp nâng cao hiệu quả phòng chống hạn, tưới tiêu cho cây trồng và tiết kiệm nguồn nước. Thời điểm hiện tại, nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân tại các xã thị trấn cơ bản vẫn đảm bảo. Tuy nhiên, do thời tiết nắng hạn kéo dài từ cuối năm 2023 đến nay, khiến mực nước trên các sông suối bắt đầu xuống thấp, trong khi toàn huyện chỉ có 36 đập dân với quy mô nhỏ, lưu lượng tích trữ nước ít, được xây dựng từ nhiều năm trước, chỉ có thể cung cấp nước tưới cho gần 20% diện tích cây trồng toàn huyện, chủ yếu là những diện tích cây ngắn ngày. Trên địa bàn xã hiện tại diện tích trồng cây sầu riêng tương đối nhiều, khoảng trên 200 ha. Thì cái nguy cơ để mà có thể thiếu nước thì khoảng tầm hơn 100 ha. Thì xã cũng đã vận động tuyên truyền bà con tưới nước tiết kiệm và đặc biệt là bảo vệ cái nguồn nước đầu nguồn, không có chặt phá cây đầu nguồn, cũng như là vận động bà con là phối hợp với nhau, không giành nước với nhau và chia sẻ nước với nhau cùng sử dụng tiết kiệm. Hiện nay Khánh Sơn có tổng diện tích cây trồng khoảng 5.500 ha, phần lớn là các loại cây ăn quả, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao. Dự báo nếu tình hình nắng hạn trên địa bàn huyện tiếp tục kéo dài đến tháng 5, tháng 6 tới, thì sẽ có khoảng 50% diện tích cây trồng có nguy cơ bị thiệt hại do thiếu nước tưới, nhất là đối với những diện tích sầu riêng trồng ở những khu vực đồi cao, xa nguồn nước tưới, ngoài khu vực quy hoạch. Phòng đã tích cực tham mưu cho huyện là thực hiện một số cái giải pháp. Thứ nhất là tăng cường công tác vận hành quản lý các cái công trình thủy lợi, đặc biệt là nạo vét các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương. Chỉ đạo các xã là vận động vốn xã hội hóa của cái địa phương, các hộ dân mà để sử dụng các công trình đó để tiến hành nạo vét và đào ao tích nước. Các khu vực có khả năng tích nước thì chủ động tích trữ nước phục vụ cho cái tháng hạn sắp tới. Và cái giải pháp của công trình là tăng cường sửa chữa và nâng cấp một số công trình đập còn nguồn nước, đảm bảo nguồn nước để tích trữ phục vụ cho mùa khô sắp tới. Để đảm bảo sản xuất phát triển bền vững, về lâu dài, Khánh Sơn đang triển khai các bước đầu tư xây dựng hồ chứa nước Sơn Trung, đồng thời tiếp tục kiến nghị tỉnh đầu tư nguồn vốn xây dựng thêm các công trình thủy lợi, hồ chứa nước với quy mô đảm bảo chức năng điều tiết nước trong mùa mưa và tích trữ nước trong mùa khô để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Bên cạnh đó, kết hợp tuyên truyền vận động người dân không trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ở những khu vực nằm ngoài quy hoạch, xa nguồn nước tưới, tránh thiệt hại do thời tiết nắng hạn. Thông báo kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cuộc họp an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang. Ngày 5 tháng 4, 2024, tại văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang và ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chức năng liên quan về tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Nha Trang. Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo ý kiến của các thành viên dự họp, trên cơ sở ý kiến của ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nha Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu thống nhất kết luận như sau. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi, tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho các học sinh. Chỉ đạo Trung tâm Giám định Y khoa khẩn trương có kết luận giải phẫu tử thi. Trường hợp cần thiết, mời chuyên gia y tế tại các tuyến đầu hỗ trợ. Sở Thông tin và Truyền thông kịp thời hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh có tin bài phản ánh đúng sự thật vấn đề, không được đưa thông tin sai lệch, gây hoang mang dư luận. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra các tin giả, sai sự thật về vụ việc khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng để kịp thời xử lý theo quy định. Các Sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Quản lý thị trường tỉnh trong phạm vi chức năng, lĩnh vực phụ trách khẩn trương tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ở cả ba cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì phối hợp với ngành y tế, công an kịp thời cung cấp thông cáo báo chí chính xác về vụ việc cho các phóng viên, nhà báo. Đề nghị công an thành phố Nha Trang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng bán hàng rong, thức ăn đường phố trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện tốt việc động viên thăm hỏi các gia đình, học sinh. Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định. Hết tờ báo.
Tiếp tục với các tin tức khác, giải Taekwondo các nhóm tuổi tỉnh Khánh Hòa năm 2024 diễn ra trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thuộc tổ dân phố Lợi Hòa, phường Cẩm Lợi, thành phố Cam Ranh. Giải đấu thu hút hơn 110 võ sinh nam, nữ đến từ 6 địa phương gồm thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, các huyện Cam Lâm, Diên Khánh, Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Các vận động viên được chia thành hai nhóm tuổi từ 10 đến 14 tuổi và từ 15 đến 30 tuổi tham gia hai nội dung thi quyền và đối kháng. Trong đó, thi quyền gồm 6 nội dung, thi đấu theo thể thức tính điểm xếp hạng. Nội dung đối kháng được chia thành 20 hạng cân từ 37 kg đến trên 62 kg, thi đấu cá nhân theo thể thức loại trực tiếp. Các vận động viên sẽ cạnh tranh 26 bộ huy chương. Được biết đây là giải đấu nằm trong hệ thống các giải thể thao phong trào tỉnh Khánh Hòa do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức. Qua giải đấu này, ban tổ chức giải sẽ có bước kiểm tra, đánh giá chất lượng các võ sinh, từ đó tuyển chọn các võ sinh xuất sắc bổ sung vào lực lượng đội tuyển Taekwondo tỉnh để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn bị cho các giải quốc gia trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh phối hợp cùng tập đoàn Vingroup vừa tổ chức lễ ra mắt các câu lạc bộ thuộc chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh năm 2024 trên địa bàn huyện. Được biết, Vạn Ninh là một trong 4 địa phương của tỉnh triển khai giai đoạn 2 của chương trình. Đến nay, địa phương đã thành lập 33 câu lạc bộ tiếng Anh tại các xã, thị trấn, cơ quan, trường học. Cùng với đó, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động của chương trình trên địa bàn huyện như hội chợ tiếng Anh, hội thi Olympic tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh, game show đối trường 100. Việc thành lập các câu lạc bộ nói riêng và triển khai giai đoạn 2 chương trình, Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh nói chung trên địa bàn huyện Vạn Ninh sẽ góp phần cùng toàn tỉnh đạt được mục tiêu giúp mỗi người dân có thể nói, giao tiếp được bằng tiếng Anh, xây dựng hình ảnh về một Khánh Hòa cởi mở, thanh bình, mến khách. Cục Thú y Việt Nam và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc FAO đã kêu gọi cộng đồng cần cảnh giác với khả năng lây nhiễm virus cúm gia cầm độc lực cao khi phát hiện chủng virus AH5N1 tái tổ hợp trên gà và ngan thông qua giám sát chủ động tại Việt Nam. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nguồn lực, sự tham gia của các sở ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để bố trí kinh phí, nhân lực để thực hiện các hoạt động phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ đàn vật nuôi, đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn gia cầm an toàn, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu và sản phẩm gia cầm. Công an huyện Vạn Ninh cho biết vừa tiến hành làm rõ vụ trộm cắp tài sản của hai du khách người nước ngoài khi đang cắm trại tại khu vực bãi dài thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ. Tài sản bị mất cắp đã được lực lượng công an nhanh chóng bàn giao lại cho hai du khách. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 4, Công an xã Vạn Thọ nhận được đơn trình báo của hai du khách quốc tịch Pháp về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản và giấy tờ khi đi cắm trại qua đêm tại khu vực bãi dài thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Vạn Ninh đã khẩn trương tiến hành xác minh điều tra. Qua truy xét, xác định đối tượng gây án là NVC, sinh năm 1987, trú thôn Tây Nam 2, xã Đại Lãnh. Tại cơ quan công an, đối tượng C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể, rạng sáng 4 tháng 4, tại khu vực bãi dài, lợi dụng sự sơ hở của hai du khách, C đã lấy túi xách và ví. Sau khi lấy các tài sản gồm 2 điện thoại và 8.500.000 đồng đem đi tiêu thụ tại thị trấn Vạn Giả, đối tượng C đã đem các túi xách và ví có giấy tờ bên trong đi cất giấu tại đồi cát khu vực bãi dài. Sau khi bắt giữ thủ phạm và thu hồi được các tài sản và giấy tờ, Công an huyện Vạn Ninh tiến hành các thủ tục để trao trả tài sản và giấy tờ bị mất trộm cho hai du khách vào chiều qua. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau đây sẽ là bản tin dự báo thời tiết. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra cảnh báo hôm nay và ngày mai khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ, Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Tiếp theo sẽ là dự báo thời tiết cụ thể cho các khu vực trong cả nước ngày hôm nay như sau. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, với nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, thời tiết nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ đo được dao động trong khoảng từ 22 cho đến 30 độ.
Khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trong khoảng từ 24 đến 37 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 22 cho đến 37 độ. Các tỉnh thành khu vực Nam Bộ thời tiết có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 37 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.